Hôm nay, diễn viên Ngọc Lan lên xe hoa cùng thiếu gia, giàu có nhất Sài Thành, nhưng ít ai biết nữ diễn viên cũng xuất thân trong một gia đình khá giả. Hôm qua, diễn viên Ngọc Lan lên xe hoa cùng với thiếu gia Sài Thành. Đám cưới lần hai của họ được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao ở thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe đợt cô dâu có trị giá lên đến 7 tỷ đồng. Chồng mới của diễn viên Ngọc Lan là Đức Phạm, người gốc Bắc, anh từng một thời gian sinh sống ở Canada, hiện đang kinh doanh. Được biết gia đình anh sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy loại lớn của thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa. Trước khi công khai tình cảm, trước truyền thông, diễn viên Ngọc Lan và hôn phu đã quen nhau sau khi chia tay với diễn viên Thanh Bình. Cô chia sẻ gặp anh lần đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm đó cả hai chưa có ấn tượng gì về nhau và phải đến 3 năm sau mới có cơ hội gặp lại và làm bạn. Sau một thời gian yêu nhau, Đức Phạm đã dẫn Ngọc Lan về ra mắt bố mẹ và thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Ngọc Lan từng chia sẻ gia đình bạn trai dù khá giả nhưng chồng rất hiện đại, dễ chịu. Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng anh rất chịu khó làm anh, có thu nhập riêng. Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng anh rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng. Hiện gia đình Đức Phạm đang sinh sống ở đường Kỳ Con, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đức Phạm kém Ngọc Lan 1 tuổi nhưng giữa anh và cô không có bất kỳ một trở ngại nào về tuổi tác. Ngọc Lan từng là một hot girl nổi tiếng ở Hà Nội với đóng vai kiểu nữ trong bộ phim Kiểu Nữ và Đại Gia. Gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả ở thủ đô. Ngọc Lan được mẹ cho đi học thể dục tại dụng cụ cung thể thao quần ngựa Hà Nội đến năm 12 tuổi. Từ nhỏ, Ngọc Lan cũng rất thích tham gia vào các cuộc thi hoạt động cho cộng đồng. Cô có niềm đam mê thể thao và đam mê hội họa. Để đến được tiện chăm sóc cho con gái, gia đình Ngọc Lan cũng chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Hiện gia đình cô ở một khu căn hộ cao cấp đắt đỏ. Cuộc sống của Ngọc Lan luôn ngập tràn trong đồ hiệu và siêu xe kể từ khi ly hôn với Thanh Bình. Chính Ngọc Lan cũng thừa nhận rằng khi đi cùng nhau, mẹ con cô thường bị mọi người tưởng nhầm là hai chị em vì quá trẻ đẹp. Trong giây phút thiêng liêng, nữ diễn viên đã ôm chặt lấy mẹ và bật khóc. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình cảm của cha nên cô càng trân quý sự hy sinh của mẹ. Đám hỏi của diễn viên Ngọc Lan và bạn trai thiếu gia diễn ra tại tư gia nhà gái ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 9 giờ sáng, Đức Phạm cùng với đội bê quả lên xe hoa đến tư gia nhà gái. Nam thiếu gia 31 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc khi đi hỏi vợ. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt tổ chức lễ đính hôn tối cùng ngày tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.